Vâng, em xin chào toàn thể các bác, các cô, chú, anh chị. Trong video buổi sáng ngày hôm nay, thứ ba, ngày 2 tháng 5. Đấy, nốt ngày hôm nay là một ngày nghỉ, ngày cuối của kỳ nghỉ lễ. Thì hôm nay em tiếp tục em lên cho các bác, các cô, chú, anh chị 3 mẫu sản phẩm mang thương hiệu khác nhau đến từ Nhật Bản. Đấy, một em là San... À, một em là Nationa này, một em là Toshiba và một em là Sanier. Đấy, hôm nay em lên cho các bác tông màu cánh, ba em cánh màu xanh các bác nhé. Đấy, tất cả những sản phẩm này còn rất là mới, mặc dù còn là hàng bãi nhưng mà rất là mới. Thì sau đây em xin chi tiết từng sản phẩm một. Em thứ nhất là em Nationa. Đấy, bọn em thì vẫn cứ quen mồm là gọi là na dọc dưa. Em này còn rất mới bác nhé. Đấy, cánh màu xanh rất đẹp. Đấy. À, em này có chiều cao 88 cm, có sải cánh 30, lồng trước lồng sau đều là lồng mạ. Đấy, bầu nhựa tốt năng rút. Đấy, cổ cánh em vẫn bao cổ cánh nành các bác nhé. Có những bác hỏi của cánh có vỡ không, thì cánh vỡ thì bọn em không thể bán được, vì cái quạt nó quan trọng nhất là mỗi cái cánh. Đấy, và cái động cơ. Đấy, động cơ thì chắc chắn là cái dòng này nó ít, rất ít hỏng. Thế chỉ còn mỗi quan trọng mỗi cái cánh nữa. Đấy, thì em này còn rất mới các bác nhé. Đấy, chỉ bị xước mấy một hai hai chỗ nho nhỏ, vì là nó qua thời gian vận chuyển thì nó sẽ bị xước xác, nhưng còn chất của em này thì rất mới. Tí em mở động cơ cho các bác xem. Đây. Đấy. Cánh em bao lành rồi, cổ em bao lành rồi. Đây các bác nhìn này. Các bác nhìn cái trụ của em đây này. Cái gọi là dọc dọc dưa của đấy, đây gọi là cái đây còn còn nước nguyên cả lớp seo bác nhá. Đấy. Còn sáng bóng này. Đấy. Cái mặt này nó tương thích với lại màu của cánh. Đấy. Thì em này có một đồng hồ hẹn giờ, 4 phím 3 chế độ gió, 3 chế độ gió. Đấy, em này còn thì rất rất ok. Đây các bác nhìn này. Đấy, không có một điểm xước nào. Đây nó còn dính thì em lau chưa sạch này. Đấy. Đây các bác nhìn bầu này. Đấy, cỏ cánh này. Nó gần như mới thì không phải, nhưng mà đây nó bằng dính nhưng vẫn neo nâu chưa sạch này. Vì người ta những con quạt đẹp người ta hay quấn bằng dính vào để cho những cái cổ mấy cái những cái chi tiết nó hay bị kiểu rơi ra đấy. Đấy, em bao chạy cho các bác luôn. Đấy, em bật số 1 đồng thời là bật túp 5. Đấy, số 1 của dòng Na này thì là số ngủ là rất là du dương nhẹ nhàng, gần như là không nghe một tiếng gọi là số 3 cho các bác xem. Đấy, em quay tổng thể cho các bác nhìn, có góc quay 90 độ. Đấy, con này chạy rất ok các bác nhé. Em mở luôn cho bác xem cái con này với bầu thì bị vận chuyển thì bị xước mất một miếng bầu, xước xước nhẹ nhẹ. Đây cho các bác xem cái bên trong của nó này. Về nhà em chả không phải làm gì cả, em chỉ tra thêm mỗi tí mỡ bò vào thôi, còn dầu của nó vẫn còn nguyên cái lớp bông bên trong, bông và dầu của nó. Đấy này các bác nhìn này. Đấy, gần như chưa sử dụng. Đấy,
có nó vận chuyển thì nó bị xước mất một hai chỗ thôi. Không, con này còn thì như hàng đấu giá luôn, các bác nhìn. Em bán mở luôn cho các bác xem. Đấy. Giá công khai. À, em này có một cái đây nhá. Cái bầu này thì bị xước này, sẽ nghẹ đấy nhá. Thế không thì con này thì rất nhiều tiền. Đấy, thiếu thùng xốp. Thì em này em bán giá công khai 1 triệu 7. Thường thường như một em na đồng dư bình thường thì em bán tầm 1 triệu 4, 1 triệu rưỡi. Nhưng mà em này nó rất là đẹp. Rất là đẹp thì em bán em này 1 triệu 7. Đấy, giá điện, giá nguyên zin, điện nguyên zin, giá tại cửa hàng luôn. Đấy. Em bán em này 1 triệu 7. Nốt ngày hôm nay em bán theo giá chương trình chạy mấy ngày lễ. Đấy. Em vẫn bao ship các bác nhé. Đấy, 1 triệu 7. Chắc con này chỉ đăng phát là mất ngay. Nhớ các bác nhé. Đấy, giá công khai 1 triệu 7. Em vẫn bao ship. Đấy. À đây. Còn vết này này bác nhé. Cái vết này là hôm qua em đang đấu nguồn cho khách. Đấu nguồn cho khách thì em cọ cái máy hàn vào đây nhé. Chứ không phải bị làm sao đâu nhé. Đấy, đây bác nhìn này. Dây điện còn vẫn còn trắng xóa này. Đây là sinh năm bao nhiêu đây? Đây. 1979. Đấy, em giá công khai 1 triệu 700. Đấy, giá bán hiện trạng. Đấy, như mới. Em sang em thứ hai là một em Toshiba. Bọn em vẫn gọi con này là Toshiba phím đàn. Đấy. Thì em này có chiều cao 88 cm. Lồng trước là lồng mạ, lồng sau là lồng vanh. Đấy, bầu nhựa, túp năng cáp. Các bác nhé, này, các bác nhìn đây. Bầu của em nó còn rất là trắng, mới. Em vẫn bao cổ cánh nành cho các bác. Đấy. Đây các bác nhìn này. Đây cái chỗ này nó bị gãy một cái tấm nhựa cho bác nhé. Vận chuyển thì qua thì nó không thể tránh được cái vấn đề xước và gãy. Thì cái đây nó gãy một cái nan, em cũng chưa kịp kịp làm mà cứ để vậy cũng được, một tí bẻ ra cho nó thẳng không sao cả. Đấy, cánh màu xanh rất đẹp. Đấy. Con mẹ nó vừa kính rồi. Đóng cửa kính cho nó yên tĩnh. Đấy. Thì em này có 5 phím. Đấy. Có 5 phím. Em để qua cái chỗ người ta đấy, đi qua em không nói cho nó yên tĩnh. Thì có 5 phím này, 4 phím chế độ gió và một đồng một phím hẹn giờ bác nhé. Hẹn giờ này là đi 60 phút. Đấy. Em xin phép bật số 1 và đồng thời bật túp năng. Đấy. Đấy, dòng tô 4 cánh thì cho chất gió rất là ok. Nếu nói về độ ồn thì nó sẽ ồn hơn dòng la. Nhưng mà đấy là mình so sánh thôi, nhưng mà tức là đang bật một con la và một con tô thì dòng này dòng 4 cánh thì nó sẽ ồn hơn chứ không phải là nó bị làm sao. Đấy. Em đang bật số 3. Đấy, gió rất to. Cánh màu xanh, hôm nay em nên tông tông màu xanh cho các bác. Em rất thích màu xanh. Đấy, không biết bác nào sinh năm 1980 có giống em không, em rất thích cánh những cái đồ màu xanh. Vì là màu xanh nó nhìn rất là dịu và nó không đấy, tô phím đàn. Em bao của cánh nành. Bao chạy tất cả mọi hoạt động bình thường. Đấy.
Rất ok bác nhé, các bác nhìn tổng thể của em này. Gió số 3, gió như bão luôn, dòng dòng bốn cánh này thì gió rất rất chất lượng gió rất là ok. Thì nó sẽ ổn hơn là dòng ba cánh thôi nhưng mà rất ok bác nhé, chạy rất là lành. Đấy. Thì em bao của cánh này điện nguyên zin 100V, em ra bán tại cửa hàng. Con này là 3 triệu 200 các bác nhé. Em vẫn bao ship cho các bác. Em bao ship toàn quốc. Đấy. 3 triệu 2. Và em sang em thứ ba là một em san gua. San như ơi, em gọi san dừa đấy bác nhé. Đấy. Đấy, cánh màu xanh. Đấy, em này thì có chiều cao chiều cao là đi 88 cm. Và em đang có bác khách ở tên là tận nay cách bác xuống. Sải cánh 30. Đấy, lồng trước là lồng mạ. Lồng sau là lồng vanh. Đấy. Bầu nhựa các bác nhé. Đấy. Đây là cánh này là cánh cánh sâu rút. Cánh dòng cánh xoắn này các bác ạ, cánh dòng cánh xoắn này cho chất lượng gió rất là ok. Đấy. Nhưng những con khác thì cái bầu của nó hay hay bị vỡ vì cái dòng dòng san này, nhất là cái bầu xuống màu là một này. Và hai cái bầu rất là giòn. Đấy. Nếu các bác mà vận chuyển hoặc là chỉ cần va chạm nhẹ cái là em sẽ bị vỡ ngay. Thì cái bầu hôm này thì vẫn ok bác nhé. Đấy. Em này thì có thêm góc chỉnh chỉnh độ 45 65 100 góc chia góc. Đấy. Tút năng rút. Về tổng thể em này thì theo đánh giá của em thì nó cũng được tầm khoảng 85 đến gần đến 90%, thì thôi thì mình cứ đánh giá theo như thế thôi chứ còn thực ra nó cũng rất là khó. Mới với em nhưng mà lại cũ với các bác. Thì sau đây em xin bật chế độ số 2 và đồng thời bật luôn túc năng. Bác ơi bác, các bác có uống nước trà cho tí ạ. Đấy. Đấy, dòng gió rất là nhiều gió mà êm bác nhé. Đấy. Em chuyển sang chế độ số 3. Một em san dừa. Cho chất lượng gió rất ok. Dòng cánh xoắn. Động cơ Z motor. Động cơ vĩnh cửu đấy, Z motor. Em bao của cánh này nhé, bao thậm chí bao luôn cả bầu luôn vì cái dòng bầu này hay bị vỡ, thì em luôn hôm nay con này em bao luôn cả bầu cho các bác. Đấy. Tổng thể đây các bác này. Nhìn này em rất là trắng trẻo xinh gái. Đấy. Các bác nhìn cái chặn trụ nó này, các bác nhìn này, vẫn còn sáng loáng mà em vệ sinh cũng mấy hôm nay cũng hơi hơi nhiều việc. Vệ sinh nó cũng không được cho chút như là những con khác. Đấy, các bác nào mà về nhưng mà vẫn ok bác nhé. Đấy. Bác nào mà về thì các bác vệ sinh thêm. Em sẽ đấy. Đấy. Tổng thể em này rất ok. Đấy, em bao lành cho tất cả các bác về những cái sản phẩm em vừa đọc. Em bật số tắt đi nói cho nó đỡ ồn. Cái cổ cánh nành này. Em bao cổ cánh nành này, bao cả bầu luôn. Đấy. Em bao chạy hoàn hảo, điện nguyên zin 100V, em bán con này là 3 triệu 200 các bác nhé. Đấy. 3 triệu 200 em bao ship toàn quốc. Đấy. Thì hôm nay em bao con này em bán giá em vẫn bao ship các bác nhé. Thế bác nào mà có nhu cầu trực tiếp em nào thì em sẽ có nhân viên tư vấn cho các bác một cách cụ thể rõ rõ ràng hơn. Đấy thì số Zalo của em là 0969 135 686. Em có địa chỉ tại Cộng Lạc Tứ Kỳ Hải Dương. Đấy, rất mong các bác ủng hộ em một nút like, một nút đăng ký kênh. Đấy. Ngoài ra em còn rất nhiều những cái phân khúc khác nhau. Thì các bác cứ mạnh dạn điện thoại hoặc nhắn tin cũng được. Em sẽ có nhân viên tư vấn cho các bác rõ ràng và cụ thể hơn.
Thế là video buổi sáng ngày hôm nay thì em làm hơi dài, các bác thông cảm. Cảm ơn tất cả các bác, các cô chú anh chị đã theo dõi video. Chúc tất cả các cô bác anh chị có một ngày nghỉ thật là vui vẻ, hạnh phúc. Cảm ơn tất cả các bác.